Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, ải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay anh em làm một clip động lực cho anh em cày chày ha. Nó là gì lâu lắm mà không nói câu này ha. Đó là nhận ri cầu thủ anh em đó, thì chắc anh em nhận hết rồi, thì hôm nay mình mới nhận thôi anh em, còn để đó làm clip chơi chơi vui thêm. Đó là sự kiện của Mexico anh em đó, thì sự kiện này làm tầm một tuần thôi là mình nhận hết luôn anh em, nhận hết cái này nè, cái con combo 102 nè. Thật ra con này nó có 100 mà nó đắp cho mình 2 ren anh em, 3 ren, 199 chứ, 3 ren. Đó lên là 102. Đó ấp sẵn cho mình rồi. Mà nó cho mình vị trí ST nó mới ghê chứ. Không thể tin được anh em, thật sự không thể tin được luôn đó. Thì ok anh em, hôm nay mình sẽ lại lấy con này ha. Lấy hết rồi ha. Và là hoàn thành nhiệm vụ luôn. Thì ok anh em, bây giờ mình lấy từ đi. Là như nào? Nói chung là lâu lâu làm clip nhận ri của thổi cho nó vui anh em. Rồi tiếp mà bắt tiếp anh em, để xem coi tìm kiếm coi có may mắn hay không hôm nay không. À, vô anh em ơi. Nói chung một ngày thì mỗi ngày kiếm cái gì clip gì đó làm vui giải trí cho anh em đó. Ok anh em, đây các bác này nè. Có còn một thủ là 98-103 nè, 75-103, hai cầu thủ nè. Đây, đang kiếm con là nó ngon ngon nha. Có nhiều anh em gửi clip cho mình cái bác này ngon lắm nha. Đây còn 103 luôn nữa. Đó. Để coi hôm nay cái nhân phẩm có ngon không. Vô anh em. Đó. Trời ơi, vậy là thua rồi. Không đường hầm anh em. Đâu được con Van Basten 91. Ôi ôi. Ok, tiếp tục lấy gen nè. Đấy. Nói chung là cái điểm này ta thấy dư quá trời luôn, giống như cái điểm Libertadores vậy anh em. Điểm dư quá trời mà không biết làm cái gì luôn đó. Mình bỏ mấy cái này không đá luôn đó. Đây nè, bây giờ phải tục cái gói này ha. Cái gói này mới ngon nè. 98-103 nè. Cơ hội rất là cao cho anh em. Đây, vô. Ráng con nào thơm thơm nha. Đây, vô nè, vô nè, vô nè, vô nè. Đây. Đó. Coi gì. Ê, bình thường nào theo rồi. Paraguay hả? Ôi con Omidron em ơi, trời Omidron 99, trời ơi. Men đen rồi. Rồi lấy luôn cái Machino em ơi. Lấy con combo nữa rồi xong, kết thúc sự kiện rồi. Đó, kết thúc sự kiện em ơi. Kết thúc, à, là xong rồi đó. Đây, bây giờ AI nó biết chơi cái kiểu này ha. Nghĩa là over 99 rồi mà nó up lên cho mình 3 ren là over 102. Ghê thịt chứ em, ghê thịt. Chiêu nè, chiêu. Ôi là tự ngon lắm, 102 ngon lắm. Ai ngờ đâu nó up cho mình sẵn luôn rồi. Rồi xong anh em. Được cái hoàn thành dưới lấy logo nè. Mấy cái bắt truy mình quên mở mấy cái này nè, nó chưa hoàn thành nè. Nó nét cũng xong rồi á. Mình quên mở anh em, mới có 7 trên 10 à. Ok, để mấy bữa đó đi không sao đâu. Còn cái nhiệm vụ trên cùng á, được 500 coi á, là phải cho 3 cầu thủ của sự kiện này vô cái đội hình đó thì mới được ha. Thì dễ rồi, cái này dễ rồi. Cái đó thì anh em cứ cho vô đội hình thì lấy thôi. Còn như xong rồi, cái này xong rồi nè. đâu có làm gì nữa đâu anh em. Hết điểm rồi, đâu lấy gì nữa đâu. Cái điểm này không biết làm gì luôn. Đó, sự kiện gì ra chán nhiều anh em. Thật sự chán ghê anh em ơi. Ok anh em, như là kết thúc sự kiện rồi. Bây giờ mình kiếm cái gì coi. Kiếm cái gì thì chơi cho anh em ha. À, mở bắt anh em ơi, mở bắt. Vô anh em. Tiếp tục. 3 ca gen trước. Đó. Kẹt này như chưa được độ anh em ơi. Chưa được độ, nên bây giờ ráng kiếm một con là ngon mới được. Vô. Mấy bên này có bị hơi cảm anh em ơi. Hơi đau cổ rồi. Vô nè, đó. Sao nhìn đây. Vô. Cờ gì đây. Đức hả. LB Đức. Còn gì đây. Bao nhiêu. 98, trời ơi. Ôi, hy vọng bao nhiêu. 98. Làm phát Libertadores anh em ơi. Libertadores này cũng chán anh em ơi. Nó ra được tuần đầu chơi cái xong rồi. Trời ơi. Chả ra gì nữa. Hầu như sự kiện nó ra cảm giác hơi chán chán em nhờ. Hình như là thứ năm này là có sự kiện Chamberlain anh em. Thứ năm này nè. Nó là Chamberlain đó. Rồi chuẩn bị Chamberlain thôi anh em ơi. Chứ giờ với sự kiện này chơi chơi vui thôi. Đó, vô rồi. Đấy. Con gì trời mặc định nữa là thua rồi. thua rồi. Thua anh em ơi. Đen rồi. Như đây. 97. Trời ơi. Palacios. Thôi mình lỡ rồi. Làm thêm phát bên sự kiện là Mexico đi. Đây nó còn phát Mexico đó, Mexico phải hen á.
Còn mày có con cam bốt, con nu nét. Ok, chơi phát cho nó vui vui nè. Đó rồi, chơi luôn nè. Chơi luôn nè. Đó. Chơi luôn. Đây. Vô luôn nha anh em, vô luôn, không nói nhiều, nó vô luôn em. Vô luôn. Đó. Đây. Có gì đây? Ờ, không ai cần, không ngon rồi, Mexico nữa rồi. CDM West Ham mà. Còn gì đây? 100 anh em, Everest, trời ơi. Everest, trời Everest. Ồ, 100 thì cũng tạm được anh em, cũng tạm được đi. Trời ơi. Không ra con 102 kìa, Hera, cho là một Hera cũng được đi, thêm được một over nó cũng đỡ. Trời ơi. Tính ra cái sự kiện này mở hết anh em. Là sự mở over cao á, sự kiện Mexico nè. Nó cười cùi chứ mở over cao mà. Ok anh em, thôi được rồi, mở 3 phát thôi. Còn gen đó ngày mai mở tiếp anh em, mai mở tiếp. Để em xem có cái gì chưa mở cho anh em không. Cửa hàng token là mở rồi nè. Cầu lạc bộ, cầu lạc bộ này nó cho miễn phí quá trời anh em, mình chưa mở là nhiều quá. Cầu thủ mình nhiều quá là chưa có mở anh em, để đi, từ sau cũng được. Mình trao đổi coi, có gì chưa, trao đổi coi. Mình cũng mở ra hết rồi. Thì ok anh em, bây giờ tiếp tục mình ra mình exchange nha. Để xem như hôm nay sao đây. Hôm nay có vẻ như là vấn đề như mọi khi anh em ơi. Vấn đề như mọi khi. À, đây có mấy con mình cho vô nè, đã 95, 96 nè. Ok anh em, chơi lên em, còn quá trời nè. Chơi lên em, không nói nhiều đâu, chơi luôn. Đó, có gì mở hết luôn. Mày nhận quy cầu thủ chơi, chơi vui anh em. Vô. Đấy. Có gì, đổ con coi. Pháp, hy vọng rồi. CB Juventus. Còn gì vậy? Trời, chúng ta hy vọng gì đâu. Ôi, từ Saliba anh em, trời ơi. Saliba đụng tiền rồi. Ôi ôi xui ghê anh em, có Saliba đúng không? Đúng rồi, Saliba kìa, thấy Pháp phải ngon. Hernandez nữa, trời ơi, Juventus. Đấy là xong phim, trời ơi xong phim luôn em. Ôi Pháp nhiều con ngon lắm. Trời ơi. Tiếc rồi. Quá tiếc luôn em ơi. Để coi cái bắt này còn có gì cơ hội gì để chơi không. Ồ mấy con này bán được không mà, đây không có chơi này mà, bán được không có chơi. Ba con 98 mình chơi không ta? Ba con 98 nè. Đó. Thôi khỏi đi, để ngày mai đi, 398 để đi. Chơi hơi phí. Ok anh em, bây giờ tiếp tục mình xem xét có gì mở tiếp không. Cái này vẫn chưa được độ con nào ngon ta. Bây giờ mình sẽ ra phần hiệp phụ đi. Chơi hiệp phụ hôm qua. Hôm qua kia gì đó được con xét 8 anh em. Xét 8, xét 8, chân lại 3 anh em. Để hôm nay có đủ điểm không. Để lấy cái à, 12 nghìn trên anh. Ok ok, để chơi gói 12 nghìn đi. Giờ lấy cái rùi trước đi, lấy cái rùi trước nè em, lấy cái rùi trước ha. Đó. Để xem như là đây. Được cái gì ngon không? Ê, được còn 14 cả nhất. Ok anh em, vô. Hy vọng là được một con 103 như hôm bữa nha anh em. Đây, 12.500 để token nha anh em. Đây, ngon nha anh em, ngon nha anh em. Đấy, cái con 103 này con ngon được. Đấy, kể con nào cũng được. Vô anh em ơi, vô thôi. Đấy, đang kiếm con còn ngon coi. Vô coi. He he. Vô. Treo. Trời ơi. Thấy chưa anh em, cái này không phải với anh đâu. Hôm bữa được con Jackstam là may lắm á. Thấy chưa. Ôi đấy còn 98 rồi. Trời ơi thua rồi. Đen rồi. Hôm nay đen thật sự đi mày. Hôm nay thật sự là đen này. Quá đen rồi. Hết điểm rồi. Nói chung là cái này đến ngày 21 tháng 11 là nó hết rồi anh em ơi. Nên mình chơi canh đúng điểm thôi, đổ thôi. Chứ không dư nữa. Rồi hết rồi, hôm nay không có gì ngon hết ta ơi. Còn cho kẹo hay bị ghẹo thì bấn đi mấy cái tầng anh em ơi. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 nè, bấn đi bình thường thôi. Mà bấn chưa có gì ngon lắm, mà chỉ cho mấy cái gen mấy cái gì thôi. Đó không có gì hết. Trời sự kiện ra thì được tuần đầu, tuần đầu tiên thấy ngon, tuần sau là thấy hết rồi đó. Cày chỉ chơi vui vui đúng không em. Chơi vui vui nè. Rồi hôm nay đen quá anh em ơi. Để coi hôm nay cái hạt này con nó đâu được cái gì không. Hôm nay không bỡ được con gì đó. À không bữa được con Hera nè, Hera nè, đó Hera trận là một nè. Hôm nay được con trăm CDM tiếp nữa, CDM trăm nè. Đó nói chung là mình cho ba con vô địa hình đi, cho ba con vô địa hình để lấy cái quà đi nè ơi. Ba con vô địa hình thế ai cần nè, đây ai cần nè, một ai cần nè. Bây giờ mình cho vô địa hình ba cái con này đi để mình lấy cái quà nha. Lấy 1.000.000 coi. Đây. Nói chung cứ chờ đợi vô đi, tí mình xếp xong rồi. Đây còn Omiro nữa nè. Rồi đủ 3 con rồi em. 3 con của sự kiện Mexico nè. Bây giờ mình vô lấy phần nhận phần quà nha.
Đấy. Còn cái mà bắt á thì chắc là ngày mai mốt được xong rồi này, thấy không? Đấy, đủ đó, ba cầu thủ vô thôi, đủ rồi. Đấy. Còn cái mà bắt thì chắc phải ngày mai mốt rồi. Tại vì do mấy bữa nay mình không có mở nè, mình quên mở, thấy không? 10 gói miễn phí nè. 3 ngày nữa mới đủ 1000 1000 gen nè. Đó, xong rồi. Cái kết thúc rồi. Không còn gì hết, xong. Chán ghê nè, chán ghê giờ đá lấy điểm biết làm gì nữa. Thì ok anh em. Thôi bây giờ tiếp tục xem clip của anh em đi. Anh em clip mình nhiều lắm. Xem clip tiếp, lấy vé may mắn tiếp cho ngày mai ha. Cho ngày mai họ tiếp này. Đó, bây giờ vô clip đầu tiên. Đấy, vô. Quên quên chưa mở anh. Rồi, mở anh em, vô. Đấy. Vô đây, gì đây? Hồ top đi dần anh em ơi. Bộ rồi nha. ST. Icon như ACBO phải anh em ơi, cứ bông bông luôn. Đúng rồi, ACBO 101 luôn, được anh em. Gì đây? Có gì vậy? U đã hàng ngày anh em. U 4000 em rồi bán được anh em, bán được. Ngon ta. Sao anh nhiều anh em mở gói 4k sen này hên nha. Hên đó nha. Con nó bán được đó. Ngon rồi. Tiếp tục nè, 3k sen vô. Đó. Gì đây, gì đây? Đó. Đấy, phát đầu tiên không gì đâu, phát thứ hai nè. Vô luôn đi. Đó. Để xem như ở đây. Đó, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Cờ gì? Pháp anh em ơi. CB đó chưa? Thấy chưa anh em? Trời ơi, Saliba, nãy mình đang cặp Pháp mà không được Saliba. Trời ơi, là con gì đó? Juventus. Trời ơi. Ôi đen thật chứ, anh em hên thật chứ chưa? Thôi đen đét cũng được mà không ra hên đét được đâu chứ. Người anh CB. Rồi con kinh anh em, con kinh rồi. Tuyệt vời, ngon rồi. Cứ có cầu thủ 102 là ngon rồi. Là ngon rồi. Ok anh em tiếp tục. Điều này mở hên lắm, mình coi ngày nào cũng coi clip anh em mà chưa được độ con nào ngon hết. Không biết được con Star mà là cũng đã ok lắm rồi đó. Là kia anh em, Cam. Easy hả? Easy chứ hả? Đúng không? Đúng luôn em, Easy đúng không? Đúng rồi. Easy nó là Easy nhỉ. Ok anh em. Vô. Đây tiếp tục nè. Gì đây? Cờ gì? Uruguay anh em ơi, xem hả? Rồi rồi rồi, Van Vader anh em, rồi rồi rồi, vô kèo biết ngay mà. Uruguay cái này cái Van Vader thôi. Cái là ok chứ anh em. Trời ơi ok chứ. Khá là ngon. Tiếp tục. Gì đây? Đó. Pháp. LB. Rồi rồi, hơn đét rồi. Hồi nãy mình đã cầu Pháp không? LB cũng được đó nè. Ngon rồi, hơn đét rồi. Rồi vẫn tiếc anh em, cầu Pháp thì khó ra lắm anh em ơi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, 3 cái gem mà ngon quá. Tiếp tục. Gì đây? Đó. Đó, vô. Ai cần nha, ai cần lượm tiền rồi, ai cần lượm tiền rồi, lượm tiền rồi. ST rồi. Hơn ấy, hơn đấy, Sanchez. Hơn đấy anh em, cũng được anh em, cũng được anh em. 102 là ngon rồi, 3 cái gen là ok rồi. Cái sự kiện Mexico nó nhìn nó cũng hình thấy hình đẹp thủ cao mà. Tiếp nè, đó. Gì đây? Argentina. GK, em Martinez hả? Rồi rồi, Martinez đúng không? Quá là ngon này, Martinez ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Sao mấy anh em nhìn lúc bả thấy thèm ghê này, hên ghê này. Mà ba cái gen hên ghê. Quá hên luôn, ba cái gen chưa hên nha. Thiệt, thiệt luôn đó, mấy con trăm này, 203 chưa có luôn đó. 3k nè, thấy chưa? Tiếp tục nè, à, gói cuối cùng mà 1000 FC Bon nè. Vô luôn, gì đây? Có gì, Uruguay CB Atletico Madrid. Jimenez hả? Thôi, Jimenez đúng rồi, bằng 103 anh em. Cũng được anh em. Bán được 700, hơn 700 triệu. Ngon em, ngon 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 rồi, ngon rồi. Tiếp luôn. Rồi gì đây? Đó. Icon vô kẹo rồi. Mexico ST. Con gì? Hernandez chăng? Hay Sanchez? Hernandez nữa, lại Hernandez luôn em. Quá tuyệt vời em ơi. Ngon luôn. Rồi, ôi gói này bị ghê, gói vi này nó một đạo hay chứ, trời hay thật. Tiếp luôn. Không lắp gì lần nữa. Postland ST. Tài list rồi, đây mà đây list rồi, đây mà đây list rồi. Chắc là một nhìn là có này bạn, ê không bán được. Sự kiện gì mà không bán ta. Phần thường lựa chọn ngày ha. À hình như là hiệp phụ đem, hiệp phụ đúng rồi, hiệp phụ. Hiệp phụ, tiếp tục. Đây. Gì đây? Vô luôn. Đấy. Cờ gì đây? Thủy Điển, ST chăng? Đúng rồi em ơi. Còn Eucharist rồi, quá ngon luôn. Chậm lại hai. Eucharist này đang hot lắm anh em, đang hot lắm nè, con này đang hot đấy. Hai cầu thủ ở trên nè.
Achen cái gì ta? Hình như Achen đúng rồi, Achen vậy là ngon rồi. Tiếp tục, IDS là thấy DS rồi. Thôi, ra DS rồi, hình như là 3 Kazen không? Để coi tới khúc cuối của 3 Kazen không? Mình thấy DS là trời ơi, coi lại mà không có gọi là tắt khúc đó đi cho anh em thấy rồi. lộ clip rồi. Ôi ơi. Rồi 3 Kazen không? Phải đúng không? Đúng 3 Kazen không? Ê, tắt rồi, trời ơi, tội gì của 3 Kazen cho anh em thấy. Achen anh em, trao đổi nè. Vô nè, đó. Gì đây? Người ăn tiếp. CDM, rồi con Rai này mà Rai rồi. Ngon rồi, Rai là ngon rồi. Quá ngon rồi anh em ơi. 103. Ý, Achen ngon quá trời luôn. Đấy, Achen anh em. Tiếp luôn. Không hiểu này, Achen ngon dữ ta. Hên dữ ta. Vô nè, đó. Có gì? Người ăn tiếp. CB nè, CB rồi. Ê, con kinh anh em ơi. Rồi, vô kèo luôn rồi, vô kèo rồi, vô kèo rồi. Ngon rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Quá tuyệt vời. Hết rồi anh em, hết rồi. Nói chung là mỗi ngày cho anh em coi mười mấy clip thôi, để lấy vé may mắn thôi. Thì ok anh em, mỗi ngày một clip giải trí vui vui ha. Hôm nay cũng tiếp tục là nhận vi cầu thủ trong sự kiện. Như là kết thúc anh em, kết thúc sự kiện Mexico rồi. Thì chả có gì chơi anh em, thật sự giờ không biết chơi gì nữa rồi. Bây giờ chờ thôi, thứ năm này có thể là Champions anh em, cho anh em chơi tiếp vui ha. Để làm chuẩn bị thôi. Đó, như thế nào. Có thể ngày mai mốt thì nó có cái code anh em, thì mình nhập tiếp. Có thể cho anh em. Đó, thì đã chưa biết, nhưng mà chờ đi. Thì là thấy clip thì hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn là chưa đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn em, xin chào anh em.